Hey yo, what's up my bro? Chào mừng các bro đã quay trở lại với Clickbait Channel. Lại là mình đây. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn lại một video nữa về drama giữa Huawei và Google. Không chỉ phải bắt buộc phát triển lại Android từ AOSP, Huawei sẽ còn gặp các trở ngại liên quan tới chuỗi cung ứng, bằng sáng chế và thậm chí còn phải tìm cách thuyết phục người dùng quốc tế chấp nhận một trải nghiệm Android mà không có Google. Thì các ông lớn khác trong làng smartphone đang làm gì và sẽ có lợi hại như nào? Hãy cùng mình điểm qua trong video ngày hôm nay nhé. Ok, đầu tiên chúng ta hãy nói về đối thủ có thể nói là lớn nhất của Huawei đi, đó chính là Apple. Kết thúc năm 2018, Apple coi như đã thua đứt Huawei về thị phần bán ra trên toàn cầu. Thế nhưng, quyết định của Tổng thống Trump chắc chắn sẽ khiến Tim Cook phải đau đầu. Ngay khi Canada bắt giữ CFU, Chu Mạnh Quân của Huawei và nhận dẫn độ sang Mỹ, làn sóng phản đối Apple tại Trung Quốc cũng đã gia tăng. Trong quý 1 vừa qua thì doanh số của iPhone tại quốc gia đông dân nhất thế giới đã giảm khoảng 30%, còn 6,5 triệu máy. Khi căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, con số này sẽ còn suy giảm hơn nữa. Thật chớ trêu thay, khi Huawei là nạn nhân, Apple cũng đã bị kéo theo vào cái vùng xoáy này. Nhưng ở phía ngược lại, nếu chúng ta nhìn vào mặt tích cực, thì nếu gồng mình chịu đựng được đợt suy thoái vì Trung Quốc này, thì Apple có thể đang hướng tới một tương lai tươi sáng hơn rất là nhiều, đó chính là loại bỏ Huawei ra khỏi cuộc chơi. Nếu vậy thì iPhone chỉ còn lại đối thủ duy nhất trên phân khúc cao cấp là Samsung. Doanh số có thể sụt giảm ngắn hạn, doanh số tại Trung Quốc có thể bốc hơi, nhưng miễn là còn chỗ đứng trên phân khúc cao cấp của toàn cầu. Đối với cả một đối thủ của cả iPhone và Huawei, đó chính là Samsung, thì có thể nói rằng lý do lớn nhất cho phép Samsung vươn lên làm chủ thị trường di động toàn cầu là bởi Apple kiên quyết nói không với smartphone phổ thông, lấp chỗ trống cho Apple và đánh vào những sai lầm tai hại của HTC cũng như Motorola. Samsung đã vươn lên theo làn sóng Android để phổ cập smartphone và chiếm luôn vị trí số 1 thế giới. Trên phân khúc cao cấp, Samsung cũng là đối thủ duy nhất có thể gây ảnh hưởng đến Apple, mặc dù là iPhone vẫn chiếm thế thượng phong. Khi Huawei xuất hiện, cán cân quyền lực này bị đe dọa. Mọi phân khúc Samsung có tham gia, Huawei đều nhắm đến. Huawei ít nhất là đã từng mang tham vọng đánh vào những thị trường trọng yếu của Samsung, bao gồm Ấn Độ hay là Việt Nam. Trong nhiều năm liền, sự đầu tư mạnh mẽ vào Mate và dòng P đã khiến vị thế Android cao cấp của Samsung lần đầu tiên bị đe dọa. Khi Google cắt đứt mối quan hệ với Huawei, tất cả những mối đe dọa này đơn giản đã biến mất. Oppo, OnePlus hay là Xiaomi không có đủ tiềm lực để tự thiết kế chip hay tự phát triển mạnh AI như những gì mà Huawei đã từng làm. Không còn quyền sử dụng các dịch vụ của Google, Huawei sẽ mất hết khách hàng quốc tế. Samsung chỉ còn phải đối đầu với BKK và Xiaomi, những hãng vốn chỉ sống, chết bằng smartphone và chẳng có cả một thế lực viễn thông đứng sau như là Huawei. Còn đối với cả người đồng hương của Huawei thì sao? Xiaomi, Oppo, Vivo cũng như là OnePlus. Thì có một điểm ít người nhận thấy, đó chính là Huawei bị chính quyền Obama gây khó dễ từ năm 2013. Ông Trump chỉ đơn giản nâng tầm cuộc chiến này lên một tầm cao mới. Thị trường Mỹ đã chứng kiến sự xuất hiện của một hãng 100% Trung Quốc là OnePlus từ năm 2014. Đến nay, hãng này vẫn chưa gặp phải động thái trừng phạt nào và cũng chưa hề bị chính quyền Mỹ dằn mặt. Tương tự, chính quyền Trump cũng không hề lên tiếng về các thương hiệu smartphone Trung Quốc khác. Motorola là trực thuộc của Lenovo, hiện tại vẫn được nhiều nhà mạng khác bán ra. Vậy điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa rằng trong tương lai ngắn hạn, khả năng cao chính quyền Mỹ vẫn sẽ buông lỏng các hãng chiếu dưới của Trung Quốc được quyền thoải mái kinh doanh. Trên thị trường quốc tế, họ sẽ được hưởng lợi bởi ông Trump thực chất vừa xóa sổ một tên tuổi lớn ra khỏi bản đồ cạnh tranh. Từ Huawei ra, chẳng có hãng smartphone Trung Quốc nào bị cấm tiếp cập nhật phần mềm cũng như là phần cứng của Google cả. Nhưng sau vụ động thái này, chắc chắn các hãng như Xiaomi và Oppo, Vivo, OnePlus, ba thương hiệu của nhà BKK sẽ phải lo lắng hơn rất là nhiều. Google là một công ty của Mỹ, hệ điều hành Android nằm trong quyền kiểm soát của chính phủ Mỹ. Huawei bị cắt đứt một phần vì hãng này nắm hạ tầng viễn thông quá lớn trên toàn cầu, nhưng chẳng có gì ngăn cản chính quyền Trump áp đặt một lệnh cấm tương tự lên bất kỳ một hãng điện tử nào khác từ Trung Quốc cả. Ok, vậy ý kiến của bạn về vụ việc này là như nào? Đừng quên để lại chia sẻ của mình ở dưới phần bình luận nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã dành đến mức mà xem hết video này. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, share và nhấn bấm đăng ký cho kênh của Clickbait nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.